Về các bác nha, để giá cực rẻ cho anh em chơi. Anh em lưu ý là một đôi loa đẹp xuất sắc luôn các bác nha, đôi loa Bow 161 dòng hiếm luôn. Đấy. Dòng loa này thì nó có hai loa trên thùng anh em thấy này. Riêng về phần lời và phần chép của những dòng loa này thì nó là đỉnh cao rồi, nó là loa Mỹ. Trùng đôi trùng series các bác nha. Dòng loa 161 thì nó phân ra thành loa trái và loa phải nên là số series nó sẽ để là giống nhau. Và nó để khác nhau là chữ BC và chữ AC. Đây. Với dòng loa Bow thì đã nói rất nhiều với anh em là công suất auto và trở kháng auto. Kể cả trên thùng loa nó không ghi rõ như này thì anh em phải hiểu đấy là nó ghi công suất và trở kháng trung bình các bác nha. Đây. Nó ghi 10 đến 100W này, 4 đến 8 ohm này, trung bình là 50W và 8 ohm. Đấy. Với dòng loa này anh em làm hai cái que sắt cắm lên tường và gài cái này vào là được chứ không cần giá rổ gì cả các bác nhá. Đây chiếc bên này nhá. Trùng series nhá. 160091AC. BC. Còn những đôi 101 nó không phân biệt là loa trái loa phải thì nó sẽ là hai số liền kề nếu trùng đôi. Đấy là chia sẻ với anh em một vài điều. Đó. Về âm sắc của dòng loa này thì nó là tuyệt phẩm. Và về độ đẹp của đôi loa này là mỹ mãn luôn các bác nhá, mỹ mãn luôn. Góc cạnh mịn màng. Đây là màu sắc nó theo thời gian, màu bám bụi bẩn. Đôi loa zin tuyệt đối các bác nhá. Nó thích hợp cho các bác dùng như sau, đó là ghép thêm vào bộ âm thanh nghe nhạc để tăng thêm giải lời hoặc karaoke, hoặc là anh em đấu trực tiếp như này để nghe ở phòng trà, quán cà phê sân vườn. Loa toàn giải, 3 giải âm, bass, mid, chép đầy đủ. Nhưng phần lời và phần chép là xuất sắc hơn nên gọi là loa lời. Anh em cũng có thể dùng trong trường học, bệnh viện hoặc văn phòng, nhà thờ, rất nhiều nơi.